Rồi bắt đầu ghi âm này. Nhắc lại này, chúng ta sẽ làm việc với cái màn hình như thế này. Đối tượng của chúng ta là gì? Đối tượng của chúng ta là các con vật nhé, trên sân khấu. Như vậy cái người mà lập trình ấy của Scratch là cái người mà là có thể hiểu lầm là các nhà đạo diễn. Người đó sẽ phải nghĩ ra các kịch bản để điều khiển các nhân vật trên màn hình. Được chưa? Rồi chúng ta làm thử những bài tập bài đầu tiên nhé. Bây giờ tôi sẽ cho con mèo nó kêu meo meo. Bây giờ ở bên phải, bên trái các bạn thấy là có hình, đây có hai cái nút nhá. Nút có hình lá cờ màu xanh và nút màu đỏ. Thì màu xanh là cái gì? Là nút thông thường dùng để khi nháy vào ấy. Khi nháy vào là bắt đầu chương trình. Nó là nút nút go đấy nhé. Còn đang chạy thì bấm nút đỏ thì là dừng lại. Nút xanh là nút bắt đầu chương trình. Bắt đầu chạy nhé. Thì nút xanh là cái gì? Nút xanh là nút. Bây giờ chúng ta bấm vào cái nút tròn có cái nó là sự kiện event nhé, bấm lên này. Đấy. Các bạn kéo ra cái lệnh này. Có nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Đấy nhé. Là when cái hình lá cờ click, tức là khi mà chúng ta bấm vào cái lá cờ. Thì đây là một cái lệnh, là cái lệnh có cái hình trên có hình tròn này, là cái hình là cái lệnh mà lại bắt đầu của các lệnh mà là như vậy. Thế bây giờ thầy sẽ vào cái nút cái nhóm sao nhá, và chúng ta sẽ kéo vào nhóm sao và chúng ta kéo ra cái lệnh là gì, là đấy có bạn lại bị là bắt đầu âm thanh meo meo, chúng ta bỏ vào đây nhá. Đó. Có thấy nó dính không? Khi nó vào nó dính vào này. Dính vào. Như vậy là các lệnh ở trong Scratch là nó có tính chất là như là cái nam châm, nó hút vào nhau. Chúng ta gần là nó hút vào nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể chạy thử rồi đấy. Đây có hai lệnh nhé. Lệnh đầu tiên là cái lệnh là cái lệnh này là lệnh là lệnh sự kiện, là cái lệnh mà mô tả khi chúng ta bắt đầu sự kiện. Thì đây, khi tôi bấm lá cờ thì lệnh này sẽ được chạy. Mày làm chạy thử nhé. Nghe thấy không? Đấy. Như vậy là cái lệnh start sound là cái lệnh mà bật âm thanh. Âm thanh này là có sẵn rồi cho con mèo này. Thế bây giờ thầy muốn là mèo nó không những là kêu meo meo, nó nói ra miệng là meo meo cơ. Thì chúng ta sẽ vào cái nhóm lệnh look. Đấy. Nó có một cái lệnh là đây. Lệnh này có nghĩa là gì, là nói, viết ra trên màn hình cái dòng chữ và trong bao nhiêu giây. Bây giờ tôi xin viết đây, tôi viết là viết chữ meo meo nhé. Viết chữ, các bạn bấm vào đây mà các bạn gõ chữ meo meo. Được chưa? Meo meo này, trong 2 giây này. Được chưa? Bây giờ chúng ta kéo vào đây. Đấy. Bây giờ chạy thử nhé. Bấm vào đây này. Được không? Thấy là mèo nó meo meo và nó có cái tiếng nó hiện ra trong hình kia. Ra xem thử này, nghe thử nhé. Đấy, mèo là nói cái chữ, viết ra cái dòng chữ là meo meo, chính là cái lệnh say. Lệnh say là lệnh con vật sẽ hiện ra, sẽ nói ra cái miệng nó đấy, là kia dòng chữ. Thế bây giờ thầy là làm tiếp này, thầy sẽ kéo theo lệnh nữa này, lệnh say này. Lệnh say này là nói ra dòng chữ nhưng mà chỉ hiện ra, lệnh chỉ hiện ra trong vòng bao nhiêu giây thôi. Lệnh này này, lệnh sẽ hiện ra và hiện ra mãi mãi. Bây giờ làm thử nhé, bây giờ thầy bấm vào đây và gõ cái chữ là tôi là mèo con đây. Được chưa? Và tôi đưa vào đây. Dính vào rồi. Đó, dính vào nhé. Thì như vậy là cái nhóm này này là nó có 3 lệnh. Lệnh start sound là một này, là bật âm thanh này. Lệnh thứ hai là say meo meo trong 2 giây. Được chưa? Lệnh thứ ba là lệnh say tôi là mèo con đây, và lệnh này là lệnh không có giới hạn thời gian. Đó. Thì bây giờ tôi chạy thử nhá. Chạy thử này. Thì đầu tiên là mèo sẽ meo meo là một này, thứ hai là mèo sẽ nói ra miệng chữ meo meo trong vòng đây thì dừng lại. Sau đó mèo sẽ nói là tôi là con mèo đây, tôi là mèo con đây và sẽ dừng lại đó nhé. Chạy thử này. Đây, tôi là mèo con đây, và các bạn thấy là mèo là nó sẽ mèo là nó là đứng im ở đấy, và nó, dòng chữ này luôn hiện ra là tôi là mèo con đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này.
chúng ta sẽ cho mèo chạy về phía trước là bao nhiêu bước, thì lệnh đó lại trong cái nhóm lệnh là motion. Ở đây nhá, đó, lệnh move này là lệnh là gì, là cho con vật là di chuyển về phía trước là bao nhiêu bước. 10 bước. Đa chú lên màn hình nhé, đây màn hình của từ bên trái sang bên phải này có chiều rộng là 480 bước. Ta sẽ học sau, nhưng mà chiều dài chiều rộng của nó là 480 bước. Thì chúng ta hình dung là mèo chạy bao nhiêu bước, ta hình dung rồi đấy. Giờ ta thử nhá. Giờ tôi muốn cho mèo chạy tới chỗ này nhá. Như vậy là mèo sẽ chạy là, tôi bảo vào đây, và mèo sẽ chạy là bao nhiêu bước? Để đây là mèo chạy là 100 bước nhá. Đấy. Thì như vậy là mèo sẽ nó sẽ chạy phía trước là về phía này này. Là làm lại như từ đầu nhá. Chạy thử này. Phóng to lên này. Chạy thử nào. Đấy, thấy chưa? Thấy mèo chạy phía trước là 100 bước chưa? Được chưa? Đó, thì đó là chúng ta làm quen một vài cái con mèo như vậy nhé. Thế bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, và tôi muốn cho các bạn thích em điều hay nữa là như thế này. Cái người đạo diễn ấy, chúng ta có thể không những chỉ huy con mèo, mà chúng ta muốn đưa vào đây cả một con chó có được không? Được. Thế bây giờ thầy sẽ đưa vào thêm một nhân vật nữa là con chó. Ở bên phải phía dưới các bạn thấy không? Đây hình con mèo này. Đây khu vực này là khu vực gì? Khu vực này là khu vực mà dùng để điều khiển nhân vật trên màn hình. Đang con mèo này. Bây giờ tôi muốn bổ sung thêm một con vật nữa là thế nào? Chúng ta bấm vào đây nhé. Đây là cái nút chúng ta có thể bổ sung thêm. Ta bấm vào đây. Bấm vào đây. Thì lập tức là máy tính hiện ra một cái danh sách các cái nhân vật hình ảnh có sẵn trong máy tính để chúng ta dùng làm nhân vật nhé. Đó, nhiều không? Rất là nhiều đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm con vật khác đi. Ta kéo xuống nhé. Thấy con chó được không? À, chúng ta sẽ bấm vào đây và con chó nó vào đây. Có thấy không nào? Chúng ta có thể điều khiển con chó dựa ra đây chẳng hạn. Đấy, để đây nhé. Điều khiển con chó về đây nhé. Đấy. Bây giờ các bạn chú ý nhé. Ở đây có thấy mèo và chó không? Chúng ta bấm vào mèo. Các bạn thấy cái gì? Đây chính là màn hình để mà cửa sổ lập trình điều khiển gì? Điều khiển con nào? Để điều khiển mèo. Bây giờ bấm vào chó thì sao? Ở đây có gì chưa? Có chưa? Đây là gì? Đây là cửa sổ lập trình điều khiển gì? Điều khiển con chó. Điều khiển con chó, đúng rồi. Như vậy là các bạn chú ý này, mỗi một con vật là có một cửa sổ lập trình riêng. Có hiểu chưa? Vậy là người lập trình sẽ phải gì? À, trên màn hình có bao nhiêu con vật ấy? Là chúng ta có mấy nhiêu cái màn hình để gì mà để điều khiển để mà lập trình nhá. Rồi, thế bây giờ thầy lập trình như sau này. Thì muốn lập trình chương trình thì con chó sẽ kêu là go go. Và tôi và chó nói là tôi là cún đây, làm thế nào? Nào, chúng ta bắt đầu làm nhé. Chúng ta lại vào cái chỗ là event và chọn ra cái lệnh này là cái lệnh để mô tả khi bắt đầu chương trình thì như thế nào nhé. Đây này, đó. Khi bắt đầu vào cái nút bấm vào nút lá cờ thì làm như nào? Thì chúng ta sẽ vào cái lệnh lúc ta để lệnh say trước đi. Chó sẽ kêu là gì? Tôi là nói đấy, để lệnh say lệnh nói này. Tôi là cún đây nhé. Đấy. Và chúng ta đưa vào đây. Và sau đó chúng ta vào lệnh sao và chúng ta kéo ra cái lệnh là bật cái âm thanh là go go lên. Đây là âm thanh go go đấy nhé. Kéo vào đây. Đó. Thì như vậy là chúng ta chú ý sự khác nhau giữa bên chó và mèo nhé. Đây là cái màn hình điều khiển chó này. Khi bắt đầu bấm nút xanh này, lập tức là chó kêu, chó nói là tôi là cún con đây và lập tức là chuyển ngay xuống phía dưới lệnh chạy lệnh thứ hai. Chỗ này nó không dừng lại, chuyển xuống dưới và chó kêu gâu luôn. Chúng ta thử nhé, chạy thử này. Các bạn quan sát nhé. Thấy không nào? Có thấy là có cái tiếng chó không? Như vậy là vừa chó vừa mèo là chạy được. Được chưa? Đó, thì bây giờ như vậy là chúng ta vừa mới làm xong một cái bài tập đơn giản thôi là gì?
là chúng ta vừa điều khiển mèo này, vừa điều khiển chó này, được chưa? Mèo thì kêu meo meo này, sau đó thì nói là meo meo và dừng lại trong 2 giây, sau đó chuyển sang nói câu là tôi là mèo con đây, và lập tức là đi về phía trước là 100 bước. Đó là cái lệnh điều khiển mèo bắt đầu. Còn chó đây, khi mà bắt đầu chương trình thì chó sẽ lập tức nói ở trên miệng là tôi là bốn con đây, và sau đó lập tức là gì, lập tức là go go đó. Chúng ta làm lại thử nhá, thì chúng ta nghe lại này, chúng ta bật phóng to lên này, chạy thử nhá, làm thử vào đây này. Đấy, như vậy là vừa mèo vừa là cún con, vừa là mèo con đây nhé. Đó, như các bạn đã thấy chưa, các bạn vừa mới xem chương trình rất đơn giản. Bây giờ thầy thêm một lệnh nữa cho nó hay nhé. Vì thế này, ở đây chúng ta nghe tiếng mèo và tiếng chó đồng thời kêu thì sợ nó gì, sợ là nó sợ nó bị trùng lặp nhau. Bây giờ thầy muốn là khi mèo nói xong rồi thì chó mới nói, chó mới kêu, thì làm thế nào, cách nào nhỉ? Có không? Có. Cách này như sau nhé. Bây giờ ta vào cái màn hình điều khiển của chó đây. Chúng ta cho là khi bắt đầu chương trình này, chúng ta cho con chó này chờ trong 2 giây, sau đó mới nói. Thì chúng ta vào cái nhóm lệnh là control, điều khiển. Chúng ta vào cái lệnh là wait, lệnh chờ này. Chờ. Và các bạn bấm đây, gõ chữ số 2 vào đây. Chờ trong 2 giây nhé. Và sau đó các bạn đưa cái lệnh này vào giữa cái trên lệnh say và dưới lệnh này. Ta đưa vào nó sẽ tự động nó dính vào này. Đó, nó dính vào chưa? Rồi. Thì như vậy là như vậy là gì? Như vậy là chó khi mà ta vào cái bắt đầu chương trình ấy thì chó là chờ 2 giây. Trong 2 giây này là mèo đã nói xong rồi. Mèo đã meo xong rồi. Như vậy là vừa vặn là khi mèo nói xong thì chó nói luôn, thấy chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã điều khiển là nhịp nhàng giữa hai con. Bây giờ ta chạy thử cái chương trình cho ta xem nhé. Từ đầu này làm chương trình hoàn chỉnh rồi đấy, ta bật phóng to lên này, ta chạy thử này nhé. Vâng, vào đây. Đấy, thế bây giờ là khi mà mèo bắt đầu di chuyển nói tôi là mèo con đây thì chó mới kêu go go, và chó nói là tôi là cún con đây. Các cháu đã hiểu chưa nhé? Như vậy là đây là trình rất đơn giản thôi. Rồi. Đấy, mà không rồi chúng ta có thể ghi lại. Chúng ta có thể ghi lại. Nếu mà ở chúng ta có thể vào cái chỗ file và có lệnh là save, ghi cho ghi vào máy tính của bạn nhé. Thì chúng ta ở đây là lệnh file này. Lệnh save to your computer. Bản tiếng Việt thì nó đều là tẹp đấy, ghi vào máy tính của bạn, bấm vào đây. Và chúng ta sẽ ghi vào máy tính của chúng ta. Bây giờ thầy ghi vào máy tính của thầy nhé, ghi lại để cất đi thôi, để sau này chúng ta có thể dùng lại mà nhé. Ơ mà thầy ơi, thầy để chân nó ở đâu để tiêm nó chỗ nào, thầy muốn lưu lại ở chỗ mà thầy vẫn đây, chứ đi vào đây nhá. Này, ghi vào đây. Ghi vào đây là mèo và chó nhá. Đó là cái bài học số bài học mà cái gọi là một đi. Thì phần mềm sẽ tạo ra cái đuôi là SB3. Đấy. Ghi vào đây nhé. Đấy, thế nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong chương trình đầu tiên. Được chưa? Nhắc lại nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là gì? Thì, chúng ta có thể điều khiển các nhân vật trên màn hình. Chúng ta có thể bổ sung thêm nhân vật vào màn hình. Có thể là người, có thể là con chó, con mèo, có thể là cái bàn, cái ghế. Ta học xong rất nhiều thứ rất là ngon. Và cái người lập trình ấy là chính là người đạo diễn. Đạo diễn đó anh ta phải có cái gì? Phải có cái kịch bản. Và anh ta lên kịch bản và anh ta sẽ điều khiển các con vật một cách lập trình, điều khiển cho nó hoạt động nhịp nhàng để tạo ra một câu chuyện hay nhé. Bây giờ thầy sẽ làm thêm lệnh nữa cho nó hay nhé. Đây, ở đây là cái màn hình bắt đầu của con của chương trình nhé. Ta dừng lại đây, nút đỏ dừng lại nhé. Thì ở đây cái nền là cái gì? Cái nền của nó là màu trắng tinh đúng không? Cái nền trắng đây là cái mặc định là cái sân khấu của nó là nền trắng. Thì nó rất là nó hơi bị nhàm chán. Bây giờ thầy sẽ thay đổi để muốn thay đổi cái sân khấu cho nó hay hơn. Thì phần mềm cho chúng ta có thể chọn lựa chọn cái sân khấu
Thì đây các bạn nhìn sang xuống phía dưới nhé, ở bên phải cùng nhé, chỗ này này, đây là cái chỗ mà chúng ta có thể lưu, tạo ra và lưu các cái hình ảnh của màn hình sân khấu. Sân khấu nhé. Bấm vào đây đi, bấm đây là cái nút thì chúng ta có thể là để có thể bổ sung vào màn vào chương trình các sân khấu mà chúng ta có thể lựa chọn được. Bấm vào đây, thấy chưa, có rất nhiều sân khấu và rất nhiều hình ảnh khác nhau, chúng ta có lựa chọn tùy các bạn nhé. Thì bây giờ thầy mới chọn một cái trang nào đó đi, chọn kia ví dụ thôi nhá, chọn cái chỗ này nhé, ví dụ thôi, bấm vào đây. Và ta đấy, như vậy chúng ta đã có được một cái hình ảnh rất đẹp rồi. Và bây giờ thì tha hồ chúng ta có thể cho ta để con mèo để ở đây nhé. Đấy, con chó để ở đây nhé. Con chó đứng ở trên hay là để chó để đây cũng được. Mèo để ở đây. Đấy nhé. Và bây giờ chúng ta chạy thử nào. Bây giờ chúng ta chạy thử chương trình nhé. Đấy, chạy thử nào. Đấy, thấy chưa? Như vậy là mèo và chó là có tương tác với nhau ở mức độ rất là đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái bài này, ghi lại với cái bài số 2 nhé. Ghi ra màn hình, ghi ra và ta ghi ra là mèo và chó số 2. Nhìn thấy được mình nhé. Các con đã hiểu chưa? Đấy, tôi à. Nó rất rất đơn giản như vậy nhá. Đó. Ừ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái bài tập nữa, phức tạp hơn một chút nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một tập mới này, và cũng là mèo và chó, nhưng mà chúng ta cho chúng là nói chuyện với nhau một cách là hay hơn nhé. Để các bạn vào file, vào lệnh new là chúng ta tạo ra một chương trình mới. Chính phủ tao bỏ đi. Đó, bây giờ tạo ra một chương trình mới nhé. Từ đầu. Và bây giờ thầy sẽ muốn các bạn điều khiển cái chương trình mới này như sau này. Kịch bản là gì? Kịch bản là có hai con mèo và chó. Mèo và chó chuyện với nhau nhé. Mèo hỏi là bạn đi đâu đấy? Thì chó nói là go go, tôi là cún, tôi đi chơi. Xong chó lại hỏi là bạn đi đâu đấy? Thì mèo nói là meo meo, tôi là mèo con, tôi cũng đi chơi. Thấy chưa? Như vậy là hai người nói chuyện với nhau được. Thông qua cái gì? Thông qua cái chương trình của chúng ta. Các bạn chuẩn bị chưa? Sẵn sàng nhé. Bây giờ các bạn hãy nhìn thầy làm một lượt. Sau đó các bạn sẽ làm theo nhé. Vì là sắp hết giờ rồi, vì thế anh không cho phép làm rất nhanh, thì các bạn xem nhé. Cẩn thận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xuống đây và chúng ta sẽ bấm vào đây để bổ sung thêm con chó. Đấy. Đây, chó đây. Rồi. Bây giờ thầy muốn là gì? Đây, chó ở đây, mèo ở đây. Thì bây giờ thầy muốn là gì? Thầy nói cho em một cái mẹo nhé. Đây, mèo, chó ở đây, mèo ở đây nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào đây một cái màn hình nữa cho nó hay này. Trong nhà đi. Đó, trong nhà nhé. Mèo ở đây này. Chó ở đây. Thế bây giờ thầy muốn là con chó nó quay lưng lại làm cái chó này nó quay, muốn chó nó quay lại với con mèo làm thế nào? Quay được không? Quay được. Bây giờ chúng ta bấm vào chó đi. Thì ở bên này nó có một cái nút nữa để chúng ta có thể là điều chỉnh hình ảnh của con chó này. Ta bấm vào chỗ này nhá. Bấm vào cái nút custom. Custom là cái lệnh chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta có thể sửa cái hình con chó này trên màn hình. Đó. Thì tôi muốn là chó nó quay về phía con mèo, tôi làm thế nào? Nó có một lệnh nhá. Có một lệnh để chó nó quay lại ở trên này. Đây, lệnh này này. Chó nó sẽ quay lại. Đó, quay lại chưa? Quay lại rồi đúng không? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút code đây để ta quay lại cái màn hình lập trình nhá. Thế bây giờ thầy cùng các bạn sẽ lập trình nhanh nào. Đầu tiên bước vào chương trình là mèo sẽ nói là chào bạn đi đâu đâu đấy nhá. Và sau 2 giây thì chó trả lời. Ta bấm vào chỗ con mèo nhá. Và chúng ta vào lệnh đầu tiên, chúng ta vào cái lệnh đây, cái lệnh bắt đầu chương trình là như này. Chúng ta nhớ là đây là cái lệnh mà bắt đầu chương trình, khi chúng ta bấm vào nút thì bấm vào nút là lá cờ màu xanh nhá. Chúng ta sẽ gọi cái lệnh là lệnh looks, lệnh này đi, gọi lệnh này đi.
Đấy, anh đây này, chúng ta sẽ cho mèo hỏi bằng chữ trên màn hình là chào bạn, bạn đi đâu đấy nhé, bạn đi đâu đấy, được chưa? Đó, cho vào đây, được chưa? Đó, để cứ chạy thử này. Đấy, mình chăm, đây là mèo hỏi như này nhé. Thế bây giờ thầy muốn như sau này, khi mà nghe cái này xong rồi thì chó sẽ trả lời là gì? Là chào mèo, tôi là cún đây, tôi đi chơi nhé. Thì bác muốn là sau 2 giây thì chó mới trả lời. Bây giờ chúng ta bấm vào chó để điều khiển chó nhé. Bấm vào đây, bấm vào chó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẫn vào cái lệnh này. Đây, lệnh đã bắt đầu đây. Và chúng ta cho gì? Lệnh đầu tiên là lệnh cho con chó nó chờ. Chờ 1 hoặc 2 giây nhé. 1 cũng được mà 2 cũng được. Thì các bạn nhé, cho 2 giây đi. Rồi, sau đó chó sẽ nói này. Và chó sẽ kêu go go đã. Kêu go go. Rồi, và chó sẽ nói, bấm vào nút lệnh look và lệnh say. Chó sẽ kêu là chào mèo, tôi là cún đây, tôi đi chơi nha. Được chưa? Đó. Như vậy là gì? Chó sẽ chờ trong 2 giây và sau đó chó kêu go go và lập tức nói luôn là chào mèo, tôi là cún đây, tôi chơi. Thì làm các bạn sẽ xem thử nhé, để chạy thử trên nó đúng như nhé. Nào chạy thử nào. Đấy. À, nó hơi bị trùng nhau, bây giờ thầy cho con lên trên thôi nhá, không bị trùng nữa. Đấy, đến nơi cao nó không trùng này. Chạy thử nhá. Đấy. Rồi, thế bây giờ quay lại lập trình tiếp cho mèo này. Khi mà chó hỏi là à không, chó xin lỗi, ta phải sửa chó một tí, ta vào chó nhá. Chó này, bây giờ thầy muốn là sau khi chó nó xong này là thì chó sẽ hỏi tiếp này. Chúng ta cho chó là sẽ chờ thêm 1 giây nữa này. Và chó sẽ hỏi luôn này. Nó sẽ hỏi luôn là bạn đi đâu đấy nhé, bạn đi đâu đấy. Đấy, được chưa? Thì sau đó chúng ta sẽ lập trình cho mèo này. Khi mà mèo nói là chào bạn ở đâu đấy thì trong 2 giây thì chó sẽ gì? Chó sẽ trả lời. Và sau đó là 1 giây nữa thì chó sẽ hỏi. Và khi đó mèo sẽ như vậy là sau 3 giây. Cho sau 4 giây đi. Sau 4 giây thì mèo trả lời như sau. Mèo trả lời là như thế này. Mèo trả lời đầu tiên mèo kêu cơm meo meo. Sau đó mèo sẽ trả lời là tôi cũng đi chơi nhé. Bấm vào đây, chọn là tôi cũng đi chơi. Tôi cũng đi chơi. Đó, được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta đã hoàn thiện một trình thứ hai hay hơn trình đầu tiên đấy. Như vậy là chó và mèo chơi với nhau là bây giờ ta chạy thử nhá. Chúng to này, từ đầu nhá, ngay từ đầu đây nhá, bắt đầu nhá, bắt đầu, bấm vào đây. Thấy chưa? Nghe chưa? Các bạn có tiếng gì không? Không. Không à? Thế bây giờ các bạn có muốn là mèo nó nói được câu bằng lời nói tiếng Việt không? Có muốn là mèo nói là chào bạn tôi mà điều đấy không? Hay quá. Thế bây giờ chúng ta sẽ lập trình nữa nhá. Chúng ta sẽ điều khiển cho mèo và chó nói đúng luôn cả tiếng Việt luôn, chứ không phải chỉ có là meo meo và go go nhá. Bây giờ thì đây này, đây là mèo nhá. Mèo sẽ nói là gì? Là nó bằng lời đấy, âm thanh đấy, là chào bạn, bạn đi đâu đấy nhá. Và sau đó ở đây mèo cũng sẽ nói luôn là gì, bằng âm thanh là gì, là tôi cũng đi chơi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ này và chúng ta sẽ vào đây nhá, để chúng ta sẽ điều khiển phần âm thanh. Đấy, như vậy là gì, tất cả các con vật chúng ta đều có thể thu âm thanh để sao cho là có thể nói được. Bây giờ tôi sẽ thu âm cho con mèo hai âm thanh. Một là gì, là chào bạn.
Bạn đi đâu đấy? Hai là tôi cũng đi chơi nhá. Mình chúng ta vào đây. Ở đây đây có vào chỗ âm thanh này. Đấy, thì nó có cái nút ở dưới này là nút dùng để để thu âm nhá. Bấm vào đây này. Ở đây có nút là nút thu âm này. Đó, nút thu âm nhá. Thì tôi sẽ thu âm hai lần. Một lần là gì? Là gì? Một lần là gì? Là chào bạn. Bạn đi đâu đấy? Lần thứ hai là tôi cũng đi chơi nhá. Tôi không phải cái đó nhá. Các bạn quan sát tôi này. Quan sát thầy nhá. Lần một này. Bấm vào đây. Đó. Bấm đây thì thu âm nhá. Chào bạn. Bạn đi đâu đấy? Tốt. Đó. Ta vừa mới thu âm xong rồi đấy. Bấm nút save. Nhá. Đây. Ta ghi cái này lại là chào. Được chưa? Có thể nghe lại này. Đấy nhá. Lần thứ hai là gì? Lần thứ hai là cái gì? Là tôi cũng đi chơi nhá. Thu âm lần thứ hai này. Bấm vào đây này. Ô xin lỗi. Bấm vào đây và chọn lúc này nhá. Rồi bấm vào đây. Thu âm này. Tôi cũng đi chơi. Đấy, có thể nghe lại này. Đấy, ghi lại nhá. Đấy, lần thứ hai là con muốn là chơi nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ sang chó này. Bấm lên sang chó nhá. Bây chúng ta vào đây. Đây, đây là chó này. Chó sẽ thu âm hai lần nhá. Lần đầu là chào mèo, tôi là cún đây, tôi đi chơi. Lần thứ hai là bạn điêu đấy nhá. Rồi, ta vào lần một này. Ta vào chỗ này. Chào bạn, tôi là cún đây, tôi đi chơi. Tôi bấm đây này. Bắt đầu thu âm nhá. Bắt đầu thu âm này. Bây giờ thu âm nhá. Chào bạn, tôi là cún đây, tôi đi chơi. Đấy. Nghe thử này. Đây nhá. À, rồi. Rồi, ghi vào nhá. Đây là chào. Rồi. À, cái dòng âm thanh thứ hai là gì? Âm thanh thứ hai là gì? Âm thanh thứ hai là bạn đi đâu đấy nhá. Một tuần thứ hai này. Bạn đi đâu đấy? Rồi. Rồi, ghi lại nhá. Hỏi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình này. Chúng ta sẽ lập trình cho mèo trước này. Mèo nhé, bây giờ tôi sẽ chèn vào đây các lệnh. Các bạn nhìn thầy làm nhé. Yeah. À, kéo xuống âm thanh này. Đó. Bây giờ ta sẽ kéo xuống. Đây. Tao sang chọn cái nút là chào hỏi nhé. Chào này. Ta đưa này vào giữa cái này. Vào trên cái này. Đó. Như vậy là mèo là vừa chào bạn, vừa nói bằng âm thanh luôn. Còn lần thứ hai nhé, chơi này. Chơi đây. Tôi cũng đi chơi. Ghi vào đây. Đó, lần thứ hai ghi vào đây nhé. Đấy, nhưng mà ta... Chúng ta làm đầu rồi nghe nữa. Chúng ta làm thu âm này. Đấy, thu âm vào. Bây chúng ta sang lại nhà, sang con chó nhé. Con chó này. Bây giờ tôi kéo vào đây nhé. Đây đây, hỏi này. Hỏi ở đây nhá. Đấy, và đây chúng ta kéo xong đây là cái lệnh là lỗi, đây là chào chứ nhé, xin lỗi nhé. Ở đây là hỏi này, đây là chào này. Bạn có thấy khó hiểu không? Thấy khó hiểu hả? Nhìn kỹ nhá. Như vậy là chó này. Quay lại chó này. Chó này, sẽ đợi 2 giây này, kêu go go này, xong nói là chào mèo, tôi là cún đây này, tôi đi chơi này, xong là tâm thanh này, đợi 1 giây này, xong là say này, xong là hỏi lần thứ 2 nhé. Đây là chó, đây là mèo này. Mình chúng ta cùng xem thử nhé. Đây, từ đầu nhé. Các bạn xem thử cả hành trình của chúng ta nhé. Bắt đầu này. Chào mèo. Như vậy là hơi trùng một tí thôi, nhưng mà không sao. Đây là buổi đầu tiên mà các con là tập mà, nhưng mà chúng ta đã buổi tiên chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ tôi ghi lại cái này nhé, ghi lại thành một cái bài số 3 để hôm sau tôi có thể cho chúng ta có thể xem lại nhé.
Ơ mà thầy ơi thầy. Sao? Con cứ là... tưởng là... Sao? Hỏi gì? Con cứ tưởng là ấn save now là lưu chứ, lưu vào cái chỗ được chứ, hay là ấn ở chỗ kia? Ấn vào đâu? Ấn ở cái chỗ save now hả? Ừ, gần cái con mèo hả? Sao? Như vậy là chúng ta đã học cái gì? Là học là chúng ta là gì? À, buổi đầu tiên học rồi thì là chúng ta sẽ lập trình nhé cho các con vật ở trên màn hình, các nhân vật trên màn hình. Thì chương trình Scratch nó là một cái nó là một cái môi trường lập trình để chúng ta có thể điều khiển các nhân vật ở trên màn hình. Chúng ta có thể là bổ sung thêm nhân vật này, chúng ta có thể thay đổi sự cố này. Đấy, cái này. Đầu tiên chúng ta sẽ học nhé. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ không học mày vậy. Thì bây giờ tôi chấp nhận cũng được. Cho nên anh nói sẽ án mà. Đây nhé, mà bài tập này tôi sẽ nói sau nhé. Đây là những cái bài tập đây. Bài tập 1 đây. Bài 1 thì là hơi khó quá, bài 1 thì để nó sau nhé. Bài tập 2 này. Đấy. Bài tập 2 nhá. Thì tôi sẽ đưa lên trang sau. Bài tập 3 và bài tập 4 nhé. Lên bằng bài tập 5 nhé. Đó thì đó là những cái bài tập mà ban đầu tiên để chúng ta bắt đầu làm quen với phần mềm và Start nhá. Vâng. Chúng ta dừng ở đây nhá. Dừng ở đây thôi. Mệt rồi sao? Máy dừng ở đây rồi. Con cảm ơn thầy.